giá gia cầm hôm nay ngày 25 tháng 10, giá vịt thịt, giá gà công nghiệp giảm từng ngày do giá lợn hơi giảm sâu. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay ngày 25 tháng 10, đại diện Ban Quản lý Chợ Đầu Mối Gia Cầm Hà Vĩ, Hà Nội cho biết, giá vịt thịt, giá gà công nghiệp vẫn tiếp tục giảm, giá gà ta thả vườn, giá gà lông màu trứng lại và tiêu thụ rất khó khăn. Giá gà công nghiệp hôm nay, giá gà lông trắng miền Bắc tiếp tục giảm. Theo đại diện ban quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ, Hà Nội, do việc tiêu thụ gà, vịt chậm và khó khăn nên hôm nay các tiểu thương đưa hàng gia cầm về chợ khá ít khoảng trên dưới 25 tấn. Giá gà công nghiệp hôm nay hàng đầu bán tốt được gần 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng hàng loại 2,3 có thời điểm chỉ bán được trên dưới 25.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá gà ta sơn tây lại đồng tảo ngang bằng nhau khoảng 90.000 đồng mỗi kg hàng đầu. Giá gà lông màu đa bà cô loại một bán cao nhất đạt 57.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp thải loại bán tại chợ cho khách từ 46.000 đồng đến 47.000 đồng mỗi kg. Tại trang trại ở các vùng, phóng viên dân Việt ghi nhận thấy tình hình tiêu thụ các mặt hàng gia cầm vẫn rất khó khăn. Giá gà công nghiệp có trại ở Bắc Giang, Hòa Bình giao động từ 22.000 đồng đến 24.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lạc thủy bán tại trại ở Hòa Bình, Hà Nam. Hưng Yên cao nhất đạt trên 80.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay, hàng đầu chợ đầu mối còn 45.000 đồng mỗi kg. Giá vịt cánh trắng hàng đầu bán ra tại chợ đầu mối Hà Vĩ cao nhất đạt 45.000 đồng mỗi kg. Hàng loại 2, loại 3 có thời điểm còn trên dưới 40.000 đồng mỗi kg. Giá ngan thịt phổ biến ở mức trên dưới 60.000 đồng mỗi kg. Cập nhật giá gia cầm hôm nay tại các trại chúng tôi thấy giá vịt thịt ở các vùng miền Bắc chỉ còn dưới 40.000 đồng mỗi kg, có nơi chỉ bán vịt bơ đạt 36.000 đồng đến 38.000 đồng mỗi kg. Theo các chủ trang trại, thương lái, dù các tỉnh đã nơi lỏng giãn cách xã hội những các bếp ăn trường học chưa hoạt động, bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, quán ăn tại các tỉnh, nhất là ở Hà Nội vẫn hoạt động ở mức cầm trường. Trong khi đó, nguồn cung gà, vịt vẫn khá dồi dào khiến cho nhu cầu cũng như giá các mặt hàng vẫn giảm và ở mức thấp. Ông Lê Xuân viết, Ban bản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ, Hà Nội nhận định, hiện giá lợn hơi vẫn đang ở mức thấp. Có nơi chỉ còn 25.000 đồng mỗi kg dẫn đến giá thịt lợn miếng tại các chợ cũng giảm nên người dân tích cực tiêu dùng mặt hàng này nhiều hơn trước khiến cho nhu cầu thịt gà, vịt giảm nhiều. Trong thời gian tới, nếu giá thịt lợn vẫn ở mức thấp thì việc tiêu thụ các mặt hàng gia cầm cũng như giá gà, vịt có thể sẽ vẫn ở mức thấp, ông viết dự đoán. Theo Cục chăn nuôi đến cuối tháng 8, cả nước có khoảng 26,6 triệu con lợn, khoảng 518 triệu con da cầm, 6,3 triệu con bò. Trong đó, đang chú ý, tại 19 tỉnh thành phố phía Nam, hiện có khoảng 9,3 triệu con gà công nghiệp đã đến tuổi xuất chuồng, trong đó hơn 4 triệu con đã quá tuổi khối lượng trên 3,8 kg. Bình thường xuất chuồng 1,8 đến 2,5 kg nhưng vẫn chưa tiêu thụ được. Lượng tiêu thụ gà công nghiệp của doanh nghiệp chỉ đạt 5 đến 10% so với trước. Thậm chí, những doanh nghiệp lớn có mô hình khép kín như cổ phần Việt Nam, giáp pha, tồn động đến 90%, chưa kể số gia cầm trong nông hộ, chưa thể thống kê hết. Cục chăn nuôi dự báo, nếu dịch bệnh được kiểm soát và kinh tế khôi phục vào cuối tháng 9, ngành chăn nuôi có thể hồi phục trong tháng tiếp theo và đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2022. Trường hợp dịch bệnh kéo dài hơn, nguồn cung sẽ giảm khoảng 20% tính đến Tết Nguyên đán. Khi đó, người chăn nuôi thua lỗ nặng nhiều nhà máy sản xuất thức ăn vừa và nhỏ có thể bị phá sản mất cân đối cung cầu và chuỗi cung ứng sẽ đứt gãy